ấy. Chị lo ba hay được một chế không? Hả? Ba hay được một chế không? Đây là lấy khai hộ một tí. Đi 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 theo em. Tí đi sau. Sợ lắm, bên kia có xe ô tô nhiều lắm. Lọ lọ. Bây giờ đang không chịu về đấy các bác ạ. Đi đi. Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Các bác ơi, ngày hôm nay thì cháu Đào đang có mặt tại khu vực của xã Niêm Sơn. Hôm nay thì mời các bác cùng cháu Đào tiếp tục đi vào thăm chỗ chị Mỉ. Đấy, cũng gọi là có cái căn bệnh khá là giống bé Nu. Đấy, tuy nhiên thì chị này thì đỡ hơn bé Nu một chút. Đấy, trước đây thì cháu Đào cũng có vào thăm chị rồi, cũng thấy chị là rất là khổ. Sau khi hỏi qua tình hình câu chuyện của nhà chị ấy, thì chị sau khi mà không được bình thường như thế nữa ấy, thì chồng của chị cũng bỏ chị. Đấy, và con của chị là cũng mất, bản thân của chị lại là một người không được bình thường nữa. Nên là hôm nay thì đến với lại nhà chị Mỉ thì cháu Đào cũng có thay mặt là cô Duyên và nhóm thiện nguyện ở Canada. Đấy, trước đây thì cô có gửi về cho cháu Đào là 3 triệu tiền quỹ người nghèo. Đấy, ngày hôm trước thì cháu Đào đã vào thăm chỗ chú nhà ở trên mép vực treo leo ấy, là cũng có thay mặt cô mua vào cho chú là một thùng mì tôm 90.000 đồng rồi. Cái số tiền ngày hôm nay còn lại là 2.910.000. Hôm nay thì cháu Đào lại tiếp tục thay mặt cô với lại các cô trong nhóm là có mua cho chị Mỉ là một bao gạo này 180.000 và một thùng mì tôm là 90.000 nữa. Tổng chi ngày hôm nay là hết đi 270.000. Đấy, còn lại là 2.640.000. Cái này thì hôm nào đi những hoàn cảnh khó khăn thì cháu Đào sẽ thay mặt các cô là mua quà để trao lại cho những hoàn cảnh khó khăn đó. Đấy, sau đây thì cháu Đào cũng xin được cập nhật qua quỹ mà gần đây nhất các cô các bác là có gửi cho cháu Đào để cháu Đào là đi làm công tác thiện nguyện ở trên này. Có cô An Linh ấy có gửi về cho cháu Đào là 200 USD, là có quy đổi ra được tiền Việt Nam ấy là được 4.922.000 đồng. Trong đó thì cô có giúp cháu Đào là 2.461.000 đồng. Cái này thì cháu Đào cũng nhận rồi, cháu Đào cảm ơn cô rất là nhiều. Còn lại là 2.461.000 đồng thì cái này là cô có gửi kèm thêm là hai cái túi quần áo, hai thùng quần áo rất là to thì là để phát cho các cháu ở trên này ấy, thì cô cũng dặn là cái số tiền 2.461.000 còn lại ấy, thì là hôm nào đi vào xóm ấy là phát quần áo thì mua quà ấy, dùng số tiền này mua quà cho các cháu luôn. Đấy, cũng cảm ơn cô rất là nhiều nhé. Đấy, ngoài ra thì có chú Thắng ấy ở thành phố Hồ Chí Minh, chú có gửi về cho cháu Đào là 3 triệu đồng. Cái này thì giúp cho bà con nhà nào mà bị ngập lụt đấy, cũng như là những nhà nào mà khó khăn thôi. Đấy, hôm nào mà cháu Đào đi được những nơi mà có những hoàn cảnh khó khăn ấy là sẽ dùng vào quỹ của các bác sau nhé. Và sáng ngày hôm nay thì cháu Đào cũng có nhận thêm được một khoản từ cô Catherine. Cô có gửi về cho cháu Đào là 2.420.000 đồng. Đấy, trong đó thì cô có giúp tiền xăng cho hai anh em cháu Đào là 800.000 đồng này. Đấy, 1.500.000 là làm quỹ giúp đỡ người khó khăn và 120.000 đồng còn lại là mua xóm, mua kẹo để đi xóm phát cho các bé. Đấy, cũng cảm ơn các cô các bác rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng cháu Đào nhé. Ngoài ra thì bây giờ ở nhà cháu Đào ấy là cũng có khá là nhiều quần áo của các ông bà cô bác dưới xuôi có gửi lên để cháu Đào mang đi phát cho bà con ở trên này ấy. Hiện tại thì cháu Đào cũng đang tìm những cái thôn mà thật sự là cần và cũng gọi là không đủ quần áo để mặc ấy, cháu Đào sẽ mang đi. Đấy, bây giờ thì mời các bác cùng cháu Đào đi vào nhà chị Mỉ nhé. Đấy, hôm nay thì là đây rồi, lo lắm. Mũ chị đang đi đâu đây các bác ạ? Đây là chị Mỉ này. Đấy, hôm trước vào thì thấy chị cũng không có quần áo để mặc ấy, hôm nay là em có mang vào cho chị là vài bộ quần áo. Đi đi về nhá. Đây đi đi về nhận quà nhá, nắng lắm, đi đi, tí đi chơi xong. Đấy, bây giờ là đang đi lang thang ngoài đường thôi các bác ạ, chứ cũng không có công việc gì đâu. Múa lắm, múa lắm, múa uzo honey book. Đó. Xe nhá. Rồi. Bây giờ là không biết là đi đâu nhưng mà cứ trời nắng thì bây giờ là cũng giờ trưa thôi. Đi 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 theo em, tí đi sau. Sợ lắm, bên kia có xe ô tô nhiều lắm. Lọ. Bây giờ đang không chịu về đấy các bác ạ. Đi đi. Rồi, nắng lắm. Đây. Hôm nay là đội một cái khăn nhìn rất là xinh. Rồi, đi về nhá, tí chiều đi chơi xong, bây giờ nắng lắm. Chân dê à chú? Vâng. Đây, đi. Đi về nhà một tí đấy. Múa chê lắm. Múa vô cho đi một bữa nè. Lo lắm. Múa. Đấy, bây giờ là không biết là đi đâu nhưng mà cháu Đào bảo vệ ấy. Chị Mỉ ơi, chị lo ba hay được một chế không? Hả? Ba hay được một chế không? Đây là lấy khai hộ một tí. Ủa rồi ít kho su là vút nữa nè. Ít kho su. Rồi kho su thế con chờ là vút nữa nè. Một chế. Rồi. Nên là ở đây nên là dưới kho su là vút ăn đâu. Muốn ạ. Trời đang rất là nắng này là không biết là chị là muốn đi đâu.
giờ chắc là không có người ở nhà, tại vì nếu mà có người ở nhà ấy là cũng không cho chị đi đâu các bác. Đấy, chị đi là chị cũng không biết đường để về ấy, nên là cũng rất là khó, đấy, sợ lang thang đi đâu đi ấy. Đi nhá, chị em đưa chị về nhá. Muộn một chế Ujosu là vỗ à. Muộn. Muộn lắm. Nè lo, apa chân một chế vào đó. Ừ, cái kho khổng lồ bút nữa nè. Như chỗ chị Bỉ này thì hay nói chung là không biết là chị đang nói về vấn đề gì các bác ạ. Đấy. Muốn ạ. Đấy. Cô là ở gần nhà ấy, cô dỗ bảo là đi về đi tí, cô cho hai bắp ngô để nướng ăn ấy là mới chịu về. Còn cháu Đào là từ nãy giờ khắc phục là cũng thuyết phục không được. Lo lắm. Cô là nhà ở đâu à cô? Ở nhà bên kia này. Ở nhà bên kia à? Là ở gần nhà chị Mỉ phải không? Mùa này là còn có ngô này á cô? Em... Trồng hai vụ à? Đây nãy thì cháu Đào cũng có cập nhật qua danh sách các cô bác gửi tiền ấy. Nếu mà còn cập nhật thiếu của ông bà cô bác nào ấy thì ông bà cô bác liên lạc với cháu Đào nhé. Để cháu Đào là bổ sung thêm. Tại vì là danh sách các bác gửi cũng khá là nhiều ấy. Đây là quần áo cháu Đào mang vào cho chỗ chị Mỉ có vài bộ. Đấy, nhưng mà không biết là chị có chịu mặc hay không. Tại vì là thấy gia đình chia sẻ lại là không phải của mình ấy thì chị đấy không mặc. Chào em bé nhá. Ấy. Nướng lúc chế lúc đi má nhỏ. Bá tròn được rồi đó. Về thôi chị Mỹ ơi. Chắc cũng là vừa đi chơi ở đâu về. Cái bàn chân là vẫn còn là rất là nhiều và đất với bùn kìa. Nướng nhiều không hả? Từ lò đi. Vé một tù ba nó chơi hả? Tù ni cả một lò. Đấy, tù ni rồi có vé một vé cho nó một vé. Hôm nay là đi xuống dưới kia chơi về rồi. Nên là nhà này không có ai ở nhà hả cô? Có. Có à? Đây, đây chị vào đây nắng lắm ở ngoài ấy. Chào chị nhá. Để em mà. Vậy này là chị dâu ở nhà là ngủ quên à? Là em cô là. Vâng, em cô là đi lang thang ngoài đường. Em may quá là em cũng vừa ở bên này là vừa mới gặp, không thì không biết là chị đấy là muốn đi đâu. Đây chị vào đây ngồi nào, vào đây. Đó, dọn một bên, nó dọn bên. Chính xác là dọn bên. Chị chết rồi. Nó cửa. Nó bên này dọn bên mình chú mua đúng không? Mình chỉ tính nhá là này mua. Chị chết rồi mà chứ. Mình chú mua nó cửa. Nó cũng mua con chờ vợ rồi. Này mua chờ đi ơi nào. Con chờ đi à. Cái này à. Đây. Không chờ đi à. Mua không chờ đi em mua chú mua phanh là ô nào. Rất là khổ các bác ạ, giờ thì là nói chung là tuổi tác ấy thì cũng gọi là trưởng thành rồi nhưng mà suy nghĩ thì không được như đứa trẻ con ấy, tại vì chị cũng không làm chủ được bản thân mình nữa. Đấy chị ngồi đây. Giàu á, giàu nia. Đấy cô đi ngồi với chị Mỉ kìa. Đây này cô ngồi đây này. Đấy, trước mắt là đang ở đây thì cháu Đào cũng thay mặt các cô là trao lại phần quà cho chỗ chị dâu của chị Mỉ. Đấy, chị Mỉ thì hiện tại thì gọi là mang quà vào cho chị Mỉ rồi, nhưng mà trao lại cho chị đấy thì chị đấy cũng không biết là món quà của ai đâu. Đây là chị dâu hiện tại cũng đang sinh sống cùng với lại chị Mỉ đấy các bác. Đây là nhà của chị đấy, hiện tại thì Mỉ đang ở ké trong căn nhà này. Chị ơi, hôm nay là có phần quà của cô Duyên và nhóm thiện nguyện ở Canada nhé. Có gửi tặng chị Mỉ với gia đình mình ấy là một bao gạo và một thùng mì tôm chị nhá. Đấy chị giá à chị ở nông nếu mỗi tủ bao nữa nhá tỷ út nữa rua là pu vâng ạ. Vâng, đấy, chị đang cảm ơn các cô bằng tiếng dân tộc của mình. Đấy, cũng một phần quà rất là ý nghĩa các bác ạ. Trên này thì như cháu Đào hay đi chia sẻ các bác cũng biết rồi. Đấy, bà con thì thi thoảng ấy là mới được ăn một bữa cơm gọi là gạo trắng. Còn lại thì là toàn ăn mèn mén. Nên là những cái món quà như thế này thực sự là rất là ý nghĩa các bác nhé. Đấy, đây là phần quà của cô Duyên. Đấy, bây giờ thì em cứ để đây trước nhé. Tí chị cất hộ em nhé. Vâng, còn đây là quần áo em có lấy ở nhà về cho chỗ chị Mỉ ấy. Đấy, chị Mỉ là hôm trước em vào xem cái buồng ấy là cũng không thấy có quần áo để mặc, nên là đây thì có cả quần với lại cả áo.
đã để ta mà na con chờ ni nhá. Bao chị bao? Hay nữ bao luôn chị bao? Bao bao này nè chị ta nè trụ trụ nè chị bao thả gì? Nè chị bao thả gì lòng? Nè lúc con trai mà no nè chị bao hái gì? Thì ưu du lòng nè ở bên chị con chờ ý à tiền nè ta để ta mà bút nữ na cho con chờ ni nhá. Ấy son nữ na chị na thế chị bao à? Chị na đấy ồ, tụi ta nên nè 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 nè. Vâng, đấy các cô đang bảo là cháu mang quần áo vào ấy thì chắc là Mỹ cũng không biết là có mặc hay không. Tại vì là không phải của mình ấy thì chị đấy không mặc các bác. Cái hôm nay là đội trên mình là một cái khăn ấy, nhìn cũng rất là duyên đấy. Nhưng mà đang nói cái gì đây hả chị? Chị ơi, Mỹ, mò. À chị ạ. Ơ nhưng không mò chị đó. Bỏ chị bỏ. Đấy hỏi là cũng không, nói chung là khi mà chị dâu bảo là đấy nói chuyện thì thưa đi ấy, thì chị cũng thưa được là cái gì ạ, đúng không các bác? Nhưng mà để hỏi thêm vấn đề khác ấy là chị cũng không nói được, sự là cũng rất là khổ. Vậy nó người thì nữ muốn là sống ấy hả? Nên gặp bác sống. Sinh năm 2000, chị Mỹ ấy các bác, 2000 thì năm nay là đang 24 tuổi. Đấy, tính ra thì nếu mà như người khác ấy, thì hiện tại là cũng đang có chồng và ở bên nhà chồng cơ. Đấy, đang gọi là gia đình hạnh phúc. Đấy, một chồng và hai con ở bên đấy rồi. Đấy, nhưng mà tự nhiên ấy không biết sao thì chị cũng tự dưng là xuất hiện cái căn bệnh gọi là khá lạ này. Đấy, cũng gọi là tự nhiên cắn người và gào hú ấy. Đấy, nên là chồng ấy là cũng sợ và cũng không lấy nữa. Đấy, cũng trả chị về bên ngoại. Thì khi mà về bên này rồi thì bố của chị Mỹ ấy là cũng mất rồi, nhưng mà còn mẹ đẻ ấy, thì nhà ở trên kia. Đấy, chị về là chị có lên nhà mẹ ở ấy, nhưng mà mẹ thì là hay uống rượu thì hay chửi mắng chỗ chị Mỹ ấy, tại vì chị bị như thế thì cũng không giúp mẹ làm việc được, nên là bà là hay uống rượu và hay đuổi ra khỏi nhà. Thì bây giờ chị là cũng đang ở chỗ nhà của chị dâu. Đấy, anh chị ở dưới này ấy, cũng rất là khổ. Cái này là người ta phá lệ rồi thì mới cho chị Mỹ ở đây được, tại vì như con gái của người Mông trên này ấy, cứ bước chân ra khỏi nhà đi theo chồng ấy thì sống là người của người ta, chết cũng là mà của người ta rồi, không được quay trở về và ở bên ngoại như thế này các bác ạ. Nhưng mà ở đây anh chị cũng rất là tốt, khi mà không có chỗ ở về ấy, thì các chị cũng cho ở lại đây. Chị Mỹ nhá, tối mặc quần áo ở đây nhá. Nhẹ chính nhỉ? Đây cũng là quần áo của các bác gửi từ dưới kia lên. Các bác ở nhà chỗ nào thì các bác gửi lên khá là nhiều rồi. Đấy thì là chỗ nào cũng chọn ra một hai cái phù hợp với lại chị Mỹ mặc vừa ấy, thì chỗ nào thay mặt các bác là mang đi. Ơ nhiều chính nhỉ? Hả? Mong đi ra để tà mà na luôn dưới son đi nhá. Na chị na. Rồi hỏi thì chị đấy cũng không trả lời được. Chị Mỹ là ăn cơm chưa hả chị? Ơ nó dòng lên đầu u quá, nhỉ lắm. Nước nó mò rồi lò. Nước nó nở lò. Nước nó nở mà còn là ua che hao là nở chua lìa nở lì lìa nở xíu thì tốt đủ. Ừ, nên như không mùa hao lò hết chảnh nó lò áo. Tôi tao thì chỉ cả. Ừ. Kiểu là rất là ngại ấy. Khi mà có hai anh em vào trong này chia sẻ cho các bác xem thì chị đấy cũng rất là ngại ngùng. Nhưng mà lúc nào cũng nói như thế nhỉ chị nhỉ? Nên nhận chị. Thế mấy hôm nay là có còn gọi là buổi tối là có còn kiểu gào xong cắn người không chị? Yên này đi nửa chị tỏ nành thôi hả? Chị tỏ. Ừ. Thỏ bếp thôi cho ta nửa chị ua đó. Chị ua mà nè nấu nếm mù nửa cho kia đó. Nửa kia mô tứ? Nè sau này cho khóng nhà tả nửa cho kia nè. Tổ nè tin ta hả nè tiền. Nè nhó mà nhó cỏ mình chị nè chị xí ua cho bếp mà bọt tả nè nè tiết cho á kia bưng đã tràn. Thế là vừa rồi ấy, thì cháu Đào vào trong này ấy, khi mà cháu Đào đi về rồi ấy, chị Mỹ là muốn bỏ đi các bác ạ, nhưng mà cũng không biết là bỏ đi đâu. Đấy, thấy vào trong buồng là tìm mấy cái quần mấy cái áo ấy rồi là cho vào túi ấy, định bỏ đi đâu. Đấy, nhưng mà nếu chị Mỹ này mà bỏ đi thì đi đâu được hả chị? Như chị là cũng bảo là giờ mà bỏ đi ấy thì chắc là cũng đi ở trong hang hoặc là ở trong rừng thôi, tại vì là giờ thì cũng không nhớ nhà mình ở đâu các kiểu để về ấy. Ở bên này thì là đấy, như các bác cũng thể thấy thôi, hôm nào ở nhà thì
anh không ở là chị dâu cũng ở nhà để trông coi. Thế nếu mà em mì chị mì đấy là muốn nó bỏ đi đâu ấy thì gia đình còn ngăn cản lại. Như chị bây giờ thì đi ấy, kể cả nước to hay nước nhiều, nước ít ấy không biết mà lội qua thì cũng rất là nguy hiểm. Đó. Khổ lắm các bác ạ, con người thì lành lặn ấy như bao người khác thôi, tự nhiên thì về cái suy nghĩ thì tự nhiên một cái là bị như thế và cũng không còn nhớ được cái gì nữa ấy. Gọi là không được bình thường đấy, còn trước đây thì chị rất là bình thường như chúng mình thôi. Nó khi một đã đây tao nó đây hầu mà nó yêu khi á mà. Ý giờ đây nó lo nè, từ khi muốn nè chỉ cháy là nó bóng đây đó. À tao này muốn tao này đoán lo nữa này, tao bọn này muốn hao tao bọn đoán lo nữa. Ừ. Ở đây thì là ngay bên dưới nhà ấy là có một con sông, nước cũng rất là nhiều. Đặc biệt là mùa này đang gọi là mùa mưa nữa nên là nước cực kỳ là nhiều. Thì là chị cũng hạn chế là không, nói chung là không cho nên, không nên cho chỗ chị Mỹ này đi xuống sông chị ạ. Mình phải để ý ấy, đi xuống sông. Bao đen lắm. Ừ. Đang nên ít thì nhớ là này bao đen mà chờ trái thở thở. Chờ đến lò nè. Đắt tua đen, lỏ không? Đấy, bảo là buổi trưa thì hay đi xuống dưới sông một mình. Nhưng mà dưới sông thì nước nhiều lắm các bác ạ. Con sông đấy thì giờ đang mưa ấy, nên nước rất là nhiều. Trên chúng cháu thì mấy hôm nay là cũng thời tiết là rất là lạnh rồi. Buổi tối ngủ là đắp hai chăn bông rồi đấy các bác. Nhưng mà buổi trưa thì còn nắng nắng ấy, nên là ấm đấy. Sáng với tối rất là lạnh. Thế chị Mỹ là muốn đi đâu hả chị? Ôi cho kia mua tứ này lắm. Của chị mua, của nhóc của chị mua nó chèn, nó chèn. Nhớ tí dự đi xả chị mua tứ nhá. Cô chị mua còn cho cô cho nhá nhớ sữa cô chị mua leo. Ừ. Đấy, cũng đang bảo là hỏi. Chà, thế nào cho anh đó nè. Ê, mình chả hạt tè nhớ, cô nhớ tất tè nó bỏ. Ta đi nó. Cô mua hạt leo cô. Cô nhớ cô bé, hạt là nó thế rồi. Thế nào, cô chị mua. Ừ. Giờ tí nó chỉ lý hay ná. Cô chơi nhớ, cô cha gây thế rồi, cô chị nhớ thôi. Bị sao. Nói chuyện thì y hệt như là người ở trong phim luôn. Đấy, phim của hả? Ừ, thả lũi à, cho nánh như hồ mô vị nè. Ờ, rồi đó. Đấy, các cô ở đây cũng đang bảo là nói chuyện ấy thì như kiểu là mình đang là một cái nhân vật ở trong cái bộ phim của bà con người Mông ấy. Đó, nói rất là hay các bác nhé. Nếu mà bác nào mà biết nghe tiếng Mông ấy, thật sự là nghe được cái giọng của chị Mỹ ấy, cũng như là cái lời thoại thì thật sự rất là hay. Có đói không hả chị? Ờ, chị chai nhờ. Ây dô, biết nghe cả tiếng nước bắp lông lỏ. Ờ, cháu Đan đang hỏi bảo là có đói không? Chị đấy trả lời bằng tiếng Mông bảo là không thấy đói đâu. Ấy biết nghe luôn đấy. Ốc bắp lông lù cho chị lỏ. Ờ, có chị chai rồi. Có chị chai rồi. Bởi hắn này hãy chọn lũ lát chênh, chị hắn hãy chọn là chỉ lý nữa đó. Tức là chỉ lý nữa. Bởi hắn đã nữa. Cô mua hàng này cho hai chồng cho luôn đó là bác cô tao nè một cái cho vâng, vừa buồn cười vừa thấy thương các bác ạ. Buồn cười là lúc chị nói là chị đang nói và mình đang nói một cái vấn đề nhưng mà chị trả lời là một cái vấn đề khác là ở trong phim ra ấy, nhưng mà rất là thương tại vì là đấy, bằng tuổi này nhưng mà nói chuyện ấy là không biết là mình đang nói về cái vấn đề gì. Đấy, ngày hôm nay thì chúng cháu là tiếp tục là quay trở lại thăm chị. Đấy, chị là ở yên nhà thôi nhá, không được bỏ đi nhá. Đấy, bây giờ mình bị như thế mình bỏ đi ấy, mình không biết là mình đi đâu rồi làm gì nên là rất là nguy hiểm. Đặc biệt là chị là con gái nữa nên là không được đi đâu cả. Đây với anh chị thôi nhá. Ông nhớ thế giữ đi đều nhá thả nhá, chị mua từ nhá. Bình thường là hay bỏ đi, cũng là lời của chị dâu của chị Mỹ chia sẻ lại các bác. Hôm nay thì chúng cháu là cũng gọi là hôm trước vào cũng không có món quà gì vào thăm chị ấy. Và nghe qua câu chuyện của nhà chị Mỹ thì cũng thấy rất là đáng thương. Nên là ngày hôm nay thì chúng cháu quyết định là quay trở lại để thay mặt các cô là mua phần quà trao cho chị. Để chị là gọi là có bữa ăn, đấy, ăn bằng gạo là cũng cải thiện được hơn một chút. Đấy thì phần quà ngày hôm nay thì tí chị nấu cùng gia đình mình ăn nhé. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là chúng em là cũng xin phép để quay trở về đi hoàn cảnh khác thôi chị nhé. Đấy, chị mà ngủ quên nữa là tí dậy là không thấy chị Mỹ ở nhà đâu. Nãy là em gặp bên kia rồi. Đấy, thảo nào là lúc cháu Đào dắt về là không chịu về, cứ chạy sang bên kia cơ. Đấy, mãi là gặp cô hàng xóm bên cạnh nhà ấy là cô đưa về thì mới chịu về. Đấy, dỗ bằng hai bắp ngô là mới chịu về. Đấy, bây giờ thì em đi về nhá. U một chê đó. Ô mà nhỏ nhá. Nhá. Hai lũ chào răng ca. Bóp hay chị bóp?
Nhìn mặt như kiểu là đang rất là dỗi các bác. Rồi thì cháu Đào cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các cô bác anh chị rất là nhiều, đặc biệt là phần quà ngày hôm nay từ nhóm của cô Duyên và các cô ở bên Canada. Cũng hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thức phim tiếp theo thôi nhé.